Cái vui vẻ trong cuộc đời này thật sự nó cũng như một giấc mộng. Mà chúng ta trong cuộc đời này để vui vẻ với nó là chúng ta giả trang. Tại vì chúng ta đi đến đây để diễn diễn những tuồng hát cho cuộc đời này coi. Nên chúng ta vui vẻ, chứ thật sự thì vui trong cái khổ đau. Vui gì mà thật, đúng không? Vui trong khổ đau mà vui gì là thật. Nhưng mà không vui gì hết thì làm sao chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu đấy? Bao nhiêu con người khổ đau, ta cũng khổ đau, thì người ta nói rằng Phật Pháp cũng khổ đau. Vì thì Phật Pháp có gì đâu mà hay. Tại sao những đức thường phô diễn cái chuyện mình vô cùng thoải mái đầy đủ? Tại vì người ta quá thiếu thốn, nên những đức phải đưa lên tư tưởng như vậy để thu hút người ta. Cái cuộc đời thì xin thưa quý vị, chúng ta đều hiểu cái nguyên lý của nó là gì. Cuối cùng chúng ta có cái gì đó mà cầm theo? Không có gì cầm theo được hết quý vị. Nguyên lý này quý vị phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Thì trong cái cuộc đời này nó không có chối buộc cho quý vị, làm quý vị khổ đau. Những cái điều như Đức chia sẻ đây, quý vị nên nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Thì đây còn hơn là cúng sao giải hạn. Nên tất cả những người đi cúng sao giải hạn thì cứ làm chuyện đó quý vị. Các chùa làm thì cứ làm những việc đó của quý vị. Những đức chia sẻ Phật Pháp thì những đức cứ chia sẻ Phật Pháp của những đức. Chúng ta không phạm vào nhau gì hết. Nên quý vị khi nhận thức được Phật Pháp thì quý vị thấy Phật Pháp hay. Phật Pháp cực kỳ hay. Rất là hay. Thật sự với quý vị rằng nếu nghe mà nhận thức được thì đúng là quý vị quá có thiện căn đặc biệt. Thiện căn thì quá đặc biệt. Thêm cái nữa là gì? Đây là viên thuốc giải, quá giải nhiều thứ khổ đau quý vị trong cuộc đời này. Người ta có thể đi tìm nhiều loại thuốc để uống để trị bệnh, nhưng người ta không biết được viên thuốc của Phật Pháp lại là viên thuốc trị bá bệnh, chị tặng gốc luôn quý vị. Quý vị coi, những đức là một thanh niên, bản thân như đức ngoài đời một mình lo không xong. Vì mà những đức học Phật thì những đức lại lo được cho bao nhiêu con người. Một con người như những đức ngoài đời không làm được những việc gì cho người khác được vui, đa phần làm cho người khác bận tâm phiền não. Bản thân của mình có vui cũng là giả tạm nhất thời. Vì mà những đức bước vào đạo, những đức làm được bao nhiêu việc, vì cứ nhìn ngay chỗ những đức quý vị thấy ra. Thấy ra Phật Pháp nó quá hay, cực kỳ hay lắm. Nên từ nơi đó mỗi người mà người ta khi đã nghe nhưng mà người ta không nhận được. Nên Ấn Tổ ngày nói lên núi báo mà trở về tay không, đói gặp mâm cổ mà để bụng đói, gặp một mâm đồ ăn thiệt ngon mà không dám ăn. Nên từ nơi đó gặp Phật Pháp là gặp báo vật đó. Nhưng mà là do không bình tĩnh. Chúng ta bị cái vô minh nó che lấp nặng quá, nên khi nghe Phật Pháp không có tiếp nhận nổi, không có kiên nhẫn, không có ngồi được lâu. Không có ngồi được lâu. Nên làm sao quý vị tiếp nhận được Phật Pháp lợi ích? Làm sao tiếp nhận được Phật Pháp? Nên chúng ta là thích ở trong cái khổ đau đó để cọ quậy ở trong. Nó rõ ra trong Kinh Pháp Hoa nói, nhìn một cái ổ dồi nằm trong đống phân, cọ quậy trong đó. Đem con dồi này đi ra ngoài, khỏi đống phân, con dồi không chịu. Tao ở trong đống phân quen rồi. Chúng ta hãy tự ngồi suy nghĩ lại. Nên có thể đi long nhông, đi vòng vòng, thì đi đời này qua đời nọ. Nhưng cái long nhông trong cõi đời này như quán trọ, nhưng long nhông ở trong tam đồ ác đạo thì cực kỳ dài, quá dài. Nếu như của người thật sự hiểu biết thì trong một đời thì thật sự muốn bước ra khỏi đống phân. Trong cuộc đời này thật sự muốn bước ra khỏi đống phân. Nếu ai là người thật sự muốn bước ra khỏi đống phân thì quý vị hãy chân thật áp dụng Phật Pháp tại ngay quý vị. Tại ngay quý vị. Khổ đau hay là vui vẻ là chính bản thân quý vị.
học pháp cho mình cực kỳ tự tại. Bạn muốn khổ là bạn cứ khổ, bạn muốn vui là bạn sẽ vui, tùy bạn thôi. Thật sự quý vị, con người chúng ta khổ nhất là còn mang thân này. Tất cả sự trói buộc là do từ thân này. Người nam người nữ khổ với nhau, vợ chồng khổ với nhau, còn trẻ ghen tuông nhau cũng vì cái gì? Quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, vì cái gì? Nguồn gốc là cái gì? Hãy thật sự xẻ não ra suy nghĩ đi. Vì cái gì? Cuối cùng rồi chúng ta khổ đau vì cái gì? Rồi cuối cùng chúng ta già đi mà cũng còn ghen tuông là vì cái gì? Là vì chấp nhất sự thương yêu đó. Chấp nhất sự thương yêu. Tiếp tục tới già vẫn còn ghen tuông và khổ. Nên từ nơi đó mà con người chúng ta là thích ở trong cái khổ. Nên Phật Pháp dạy cho mình, bạn thích khổ, bạn thử khổ. Còn bạn muốn vui, bạn sẽ vui. Khổ là còn mang tháng này. Vì tháng này là cái nguồn gốc của khổ đau. Nó quy tụ về tất cả cái khổ đau từ tháng. Bạn chấp tháng mà nặng nề với tháng. Bạn trang trí nó, bạn dọn dẹp nó, bạn làm đủ chuyện gì nó. Chỉ cần ai nói bạn một chút là bạn sẽ không bao giờ chấp nhận. Cuối cùng nó phải đi bỏ bạn. Trong khi bạn là người quá quan tâm nó, mà nó lại là bỏ bạn. Cái thân này nó là một cái thằng bạn chơ nhất thờ, chứ không phải là chơ đời đời kiếp kiếp đâu quý vị. Đó là cái thân đó nha. Đó là cái thân đó. Mà mình cho nó là của mình đó. Mà nó chơi với mình ngày nay, có thể ngày mai nó bỏ mình nè. Thí dụ như bây giờ ngày mai đưa bà cụ kia lên đài quả tác, đúng ngay cái giờ của mừng thọ, thì mừng thọ đó rồi nhìn ra đó là quan tài. Nếu ai là người giác ngộ thì có khi giờ này ta được mừng thọ, biết đâu tối hôm nay ta chết thì sao. Đúng quý vị. Dù quý vị không phải ở trong vị trí mừng thọ của 70 tuổi đổ lên, nhưng quý vị cũng sẽ chết với tuổi trẻ này. Chúng ta sẽ chết với tuổi trẻ này. Chúng ta luôn luôn có thể chấp nhận cái chết đến chúng ta bất tử bất cứ lúc nào. Tại vì sao? Mang thân này là vô thường. Đã nói vô thường thì không có nói là lâu hay mau. Như một cái cây, có những cái cây định sống rất thọ, nhưng có những cái cây định nó sống nó mau chết. Vì nhìn thấy rõ ràng, có những cái cây quý vị vừa có gieo mầm thì nó đã chết rồi. Từ nơi đó thì cái định luật vô thường trong cái cuộc đời này thì đã là từ thực vật, phán vật, động vật ở trên cái quả địa cầu này đều tính vào vô thường. Nhớ, đều tính vào vô thường hết. Nhưng tại sao chúng ta lại tổ chức những chương trình mừng thọ làm chi? Vì chúng sanh người ta thích như vậy, để người ta có một cái gì đó để đưa cha mẹ người ta đến mừng thọ. Rồi người ta có một cái gì đó để cho những con người cả đời khổ đau chưa từng được một lời chúc tụng trong một cái đại pháp hội, đưa em họ đến để họ trở thành một nhân vật quan trọng của ngày hôm nay, được người quý trọng, được tôn trọng, và đem lời ca tiếng hát của những ca sĩ nổi tiếng để hát cho họ nghe, cung phụng họ. Người ta chỉ nghĩ rằng đó là cái gì? Đó là một cái điều mà họ cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc đời của họ, và chính bản thân họ cũng cảm giác họ được hạnh phúc. Họ khổ cực bao nhiêu năm nay, bây giờ họ mới được như vậy. Nghĩa là lập luận từ một cái giả, lập luận lại làm một cái giả. Bạn thích giả, trả lại cho bạn một cái giả. Rồi lấy cái giả này để độ bạn, để dạy bạn, để nói vô thường cho bạn nghe. Và đem Phật Pháp, đem cái máy nghe Pháp tặng bạn, bạn có tiếp nhận được hay không? Thì tùy bạn. Đúng không? Chứ trong cuộc đời này thọ gì? Chúng ta sống 100 tuổi đi chăng, để nhìn lại khoảng đời của chúng ta từ 20-30 tuổi có gia đình, rồi cuối cùng chúng ta phải lam lũ cho một gia đình, rồi cực khổ cho một gia đình, rồi cuối cùng chúng ta hưởng thụ cái gì? Nhiều người chúng ta lại cho mình một cơ hội. Đó là cơ hội gì? Cơ hội khi mình già mình sẽ được nghỉ ngơi. Khi nhìn con cháu, đó là sự tưởng tượng của chúng ta. Rất nhiều người chúng ta đã có sự tưởng tượng này, mà con người sống trong sự tưởng tượng để giúp cho mình được bình an.
giống như là chúng ta đang sống trong mộng vậy đó. Lấy mộng để làm mình an tâm, cuối cùng chúng ta vỡ mộng, chúng ta hoàn toàn vỡ mộng. Bao nhiêu con người đã bị vỡ mộng. Cái mộng mị là gì? Cực khổ nhưng mà tương lai suy nghĩ, cái tư duy suy nghĩ của họ là gì? Vợ chồng gia đình của ta sẽ hạnh phúc. Con chúng ta bây giờ có sự nghiệp như vậy, khi gia đình vợ con cưới cho con cái xong hết, ta sẽ có những đứa cháu tung tăng bên cạnh, ta sẽ là một người lớn tuổi, một ông nội ông ngoại người ta, người ta sẽ là những người bên cạnh, quy bên cạnh mình. Mình tự hào khi mình là ông nội ông ngoại của những đứa cháu, những đứa con vô cùng thành đạt trong cuộc đời này. Sự tưởng tượng và mộng mị đó của người ta đã để người ta đi đến cái chỗ mà cả đời phải cống hiến cho sự tội lỗi. Cống hiến. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì bản thân họ vỡ mộng là gì? Con của họ lẫn lập ra một cái gia đình y rang như họ. Nhưng năm xưa bản thân của họ cũng lập riêng ra một gia đình và đem cha mẹ của họ để qua một bên để lo cho một gia đình của họ. Và cuối cùng con của họ cũng tạo ra một gia đình và làm theo y rang như họ đã làm. Và bản thân của họ nhìn là vỡ mộng cái gì? Là con cái mình bây giờ đã thành đạt, nhưng nó đều lo cho sự nghiệp của nó, lo cho con cái của nó. Và ta lại ở qua một bên vị trí nào? Cuối cùng nghĩ lại, trong lòng cảm thấy rất là buồn, vì mình đã quá cực, đã bỏ ra rất nhiều thời gian để vì cái gia đình này, mà cuối cùng ta đã lãnh nhận được cái gì của gia đình này. Nhưng mà giờ muốn nói ra thì không nói được nên lời, vì đó là con của mình, làm sao nói được đấy? Không thể nào nói được. Nhưng trong tâm thì rất nghẹn ngào, rất là nghẹn ngào, nên chết trong nghẹn ngào. Rất nghẹn ngào và chết trong nghẹn ngào. Mà đa phần cái chết đó là cái chết gì? Cái chết đi đọa lạc hoàn toàn đó. Nên chúng ta cần nghe Phật Pháp để nhờ Phật Pháp nó giải mã được cái nghẹn ngào đó, giải tỏa những cái tâm tư u uất đó. Bạn đừng bao giờ cho rằng bạn đang tạo ra một cái đó là sẽ trả lại cho bạn cái đó. Vì thì cuộc đời của bạn luôn luôn là có một cái tâm công lợi, bỏ công muốn lợi. Nên tự bạn chuốc sự khổ đau, tự bạn tạo ra giấc mộng đẹp, rồi cuối cùng vỡ mộng cũng do bạn chịu mà thôi. Đúng không? Phật Pháp rất là hay. Nếu như thật sự mà lắng động lại thì vô cùng tuyệt vời. Nhưng quý vị có khi lắng động chịu không nổi, nên những đức phải động. Chứ quý vị không chịu lắng, lắng thì tỉnh, tỉnh thì ngủ. Nên những đức phải thường động quý vị cho vị tỉnh. Nhưng có những lúc thấy quý vị cũng tỉnh tỉnh. Thấy tỉnh được rồi thì để vào đúng chỗ. Thấy không? Đó. Nên chúng ta mọi người nên nhận thức cho cực kỳ sâu sắc của một đời người. Khổ là do thân này mà ra. Nếu khéo léo thì biết dùng thân này để đổi một cái thân thật sự tốt. Vậy thì mọi người chúng ta nên dùng cái thân này để làm một cái việc gì đó ý nghĩa trong cuộc đời đi, cho nó đặc biệt hết. Không lẽ bây giờ chúng ta đi đến đây để đẻ? Có nhiều người cũng rất là tự hào, tôi là một người phụ nữ đã đẻ được 8 đứa con. Đẻ được 8 đứa con. Và tôi là một người chồng đã có năng lực tạo ra được 8 đứa con. Cuối cùng tạo ra 8 đứa được rồi, còng lưng gì 8 đứa. Có nghĩa là tạo ra nhiều thì cực nhiều, mà lại tự hào tôi đã tạo ra được 8 đứa. Mà trong 8 đứa này chúng ta đã gầy dựng được đứa nào, gầy dựng ra một công cụ nào lợi ích cho nhân loại, đúng không? Không có được đứa nào hết chứ. Đó. Vậy thì cái bỏ công của chúng ta là thành quả là những đứa con lại không có sự thành tựu. Giống như người thầy có đệ tử rất nhiều, nhưng không đào tạo một đệ tử nào để làm việc lợi ích cho Phật Pháp. Vậy thì dù có đệ tử có nhiều cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta nói rõ ra, một vườn cỏ có nhiều thì cũng không bằng một ruộng lúa nhỏ. Nhớ không? Nên thà chúng ta sanh một hai đứa mà nghiêm túc để gầy dựng cho một hai đứa. Nên nhiều người phụ nữ họ sẽ rất là vui khi họ đang mang thai. Vì sao?
Vì họ quá yêu người chồng đó, quá yêu người đó. Bây giờ em đã làm được cái vai trò là em chuẩn bị đẻ ra cho anh một đứa con bụ bặm rất dễ thương. Cha nó tinh tèo, mẹ chuẩn bị đẻ ra một tèo con đấy. Quý vị đã có những giây phút mà hạnh phúc khi quý vị đang mang thai mà chồng quý vị dựa vào cái bầu thai đó mà. Và anh còn đùa cợt rằng đứa nhỏ đang đạp anh kia. Quý vị cảm giác, quý vị cảm giác rằng quý vị là người hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này, phải không? Quý vị rất hạnh phúc trong cuộc đời này. Và có khi quý vị đang mang thai mà được chồng thương, có những người nghe được chồng thương có thể lau chân cho quý vị, tại vì quý vị đang mang thai, rồi lấy khăn ướt lau mặt cho quý vị, lau mình mẩy cho quý vị. Thì cảm thấy mình nó giống như một cái vai trò của mình giờ là một cái vai trò là một người cao thượng, một con người đang làm một cái vai trò cực kỳ quan trọng là sẽ đẻ được đứa bé này. Tự nhiên quý vị thấy quý vị hạnh phúc ghê lắm. Nên nuôi mộng rồi cuối cùng vỡ mộng. Cái nghiệp duyên trong cuộc đời này nó thường nuôi quý vị, thường nuôi quý vị cho quý vị lớn mạnh tình thương yêu, rồi nó mới phụ bỏ quý vị để quý vị đau khổ. Nên không có con quan gia nào nó đến nó đòi nợ, mà trên trán nó ghi hai chữ tao là quan gia. Nếu nó ghi trên trán nó tao là quan gia thì mình chết rồi. Nhưng nó sẽ ghi anh dễ thương, em dễ thương, để rồi nó đem cái tình yêu thương đó nó bồi dưỡng cho quý vị, để rồi một ngày nào nó thấy đủ để mà nó lấy lại, để cho quý vị khổ đau thì lúc đó nó sẽ lấy lại. Có những đứa con quan gia đến đòi nợ quý vị bằng một cách là gia đình quý vị không có được một đứa con, đứa cháu nào hết. Và nó sẽ đến, nó sẽ đến giống như gia đình này tự nhiên đang khô cằn sỏi đá, mà tự nhiên bây giờ cái gia đình này xuất hiện ra một cái điều mà tốt đẹp vô cùng, mừng gia đình ai cũng mừng, coi đây như là một báu vật xuất hiện trong gia đình này. À, rồi gia đình ai cũng ẵm bồng, ai cũng thương yêu đứa bé này vô cùng luôn. Đến năm nó vài ba tuổi thì nó lại ra đi, nó làm gia đình này hoàn toàn suy sụp. Cha mẹ cảm thấy bấn loạn tâm trí, trong gia đình cũng như là một màn đêm u tối. Đó cũng là một cái cách báo thù. Cách báo thù, thấy không? Có quý vị, có không? Có mà, đó. Nên tại sao một cái gia đình mà ít con cháu mà con cháu lại bị chết đi? Tại vì cái tâm quý vị không bao giờ nghĩ đến con cháu người khác. Quý vị có một đứa cháu, một đứa con bị đội trên đầu, bị thương nó còn hơn cái gì. Nhưng coi con cháu người ta như cỏ rác, vì dùng cái hành động đó thì cuối cùng cái con quan gia này đến để đòi nợ cái gia đình này rồi nó phải ra đi. Nếu như thật sự quý vị biết thương con cháu người ta, thương mọi người, thì con cháu quý vị nhất định sẽ tốt, chắc chắn luôn. Nên như Đức khuyên tất cả những người không có con, nên đem cái tình thương yêu của quý vị dư thừa muốn dành cho con quý vị mà không có con để dành, quý vị hãy đem tình thương yêu đó đi đến những cái diện mồ côi. Hãy dành tình thương yêu đó cho những đứa bé nó đang thiếu tình mẫu tử. Chắc chắn quý vị sẽ không giờ thiếu con đâu quý vị. Còn nếu như quý vị là người mất cha mẹ, hoặc là bị cha mẹ bỏ rơi, quý vị đừng nên hận cha mẹ, mà quý vị phải mở cái tâm lượng quý vị ra, hãy thương yêu những người mẹ cha mà có những hoàn cảnh trong cuộc đời này. Thì chúng ta đâu có thiếu cái tình thương yêu của mẹ cha đâu quý vị. Quý vị ơi, chúng ta là người thiếu thốn tình cảm vì chúng ta không biết mở tâm lượng ra thôi. Chứ nếu như mình biết mở tâm lượng ra thì thật sự quý vị là người không có thiếu thốn tình cảm đâu.
Nên trong cuộc đời này mà có những người nói cái câu thất tình. Tại sao bạn thất tình? Vì cái tâm bạn quá hẹp hòi. Bạn gom hết tất cả tình cảm của bạn dành cho một người, nên bạn mới đi vào trạng thái thất tình. Nếu như một con người cực kỳ khôn ngoan, không ai dạy gì đi gom hết tình cảm của mình dành cho một người. Mà chúng ta nên mở rộng cái tâm lượng mình ra bao la vạn trượng, thì bạn làm gì có cái chuyện bạn bị thất tình. Nên chúng ta nên phải có một cái tâm lượng cho thật là lớn. Tất cả những người đến với nhau vì tình cảm mà khổ đau đa phần là ích kỷ. Vì hãy tìm hiểu kỹ đi, đa phần là bệnh ích kỷ mà ra. Nó nên Phật Pháp dạy chúng ta mở tâm lượng rộng ra. Mở tâm lượng. Cái bài chia sẻ Phật Pháp này nè, là cái bài nó đi vào trọng tâm những cái điều này nè quý vị. Đi vào trọng tâm để mà gọi là kết quả khi cúng sao giải hạn. Nãy giờ tao nói quý vị là cỡ mở tâm tư nhìn vô thường và sống tốt sống thiệt. Để giờ của quý vị đều là giờ tốt, ngày quý vị là ngày tốt. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói nếu như quý vị nghĩ thiện thì lúc nào cũng bình an. Vì nghĩ thiện nghĩ tốt thì quý vị sẽ được bình an, vì sẽ được tốt đẹp thôi. Đó. Còn bây giờ mình cứ nghĩ xấu, nghĩ không phải, sao bị được bình an đây? Nghe gì rồi? Những người ta nghe thấy cái đề này người ta cũng thích vô coi nè quý vị. Nhiều người lắm ta thích cái gì mà cái kết quả nhanh, nhưng không có chuyện đó cho bạn đâu. Con trong bụng cũng 9 tháng 10 ngày thì mới đẻ ra. Trồng lúa nhanh nhất thì cũng 3 tháng mới thu hoạch. Còn cái nào mà có thời gian lâu thì ăn lâu một chút. Chứ bạn đâu có vội vàng gấp gáp được. Có những người phá thai 3-4 lần, đem số tiền nhờ quý thầy tụng kinh dùm hồi kinh, lập cái bài vị xong rồi đi phá thai nữa. Có xong cho bạn không? Không, sao xong được. Bây giờ quý vị viết những đức, viết xong lập bài vị cho những đức. Những đức nói mày lập bài vị chi vậy? Mày viết tao rồi, bây giờ mày lập bài vị cho tao. Nói rằng lập bài vị cho nó có chỗ nương tựa. Cái nương tựa của tao là tao chọn lựa. Tao không thích nương tựa đó, mà tao muốn báo thù mày được không? Cái quan trọng của tao mà tao muốn nương tựa là mày hãy chỉ dạy tao đi. Mày chỉ dạy làm sao tao cởi mở được tâm tư của tao đi, rồi tao sẽ buông tha mày. Đúng quý vị. Cái nguyên lý của nhân sinh, thế gian pháp và sức thế gian pháp nó cùng nguyên lý. Bây giờ quý vị hãy tự kiểm định quý vị đi. Chính quý vị là một con người đang hận người khác, đang hận người đó. Vì cần phải nghe đạo làm sao để giải thích cái việc hận thù đó. Vì phải cởi mở tâm tư. Chứ không có cái chuyện mà chúng ta ghi cái tên người đó là buông tâm quán hận. Không có. Cái việc quý vị đi theo để báo thù là quý vị chọn lựa. Và quý vị khi nghe rồi để mà chuyển tâm báo thù là cũng ngay quý vị. Đúng không? Xác thật không? Quá xác thật. Giải thích cực kỳ dễ hiểu luôn. Chúng ta là người đã từng đi một con đường trong gai, con đường hư hỏng. Thì bây giờ chúng ta đã biết con đường nó như vậy rồi, chúng ta trở lại một con đường bằng phẳng mà đi. Thì giống như quý vị đã từng mang nghiệp phá thai, đã tạo tội nghiệp rồi, thì bây giờ chúng ta phải sửa đổi lỗi lầm, hướng thiện. Người ta nhìn từ cái tâm quý vị mà người ta cảm động. Quý vị coi thế gian này cũng vậy. Có những người thật sự người ta rất muốn hận thù, báo thù người này. Nhưng mà ta thấy con người này bây giờ lại là một con người hiền hậu, một con người có đạo đức, một con người làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Tự nhiên trong lòng người ta bây giờ không muốn báo thù nữa. Vì sao? Vì nhìn con người này làm thiện nhiều quá, làm tốt nhiều quá, nhiều việc đều nghĩ cho người ta, nên người ta không muốn báo thù quý vị. Như vậy thì cái sự sám hối mà kết quả lớn nhất là gì? Là bạn phải làm thiện. Bạn phải thiện.
không có phương pháp sám hối nào bằng phương pháp quay đầu hướng thiện chứ. Vì hướng thiện là một phương pháp thật sự sám hối. Bạn nói bây giờ bạn đọc môn kinh Vạn Luận gì, bạn không hiểu nguyên lý thì không có gì là sám hối chứ. Bạn có lại xối chán cũng không phải sám hối. Nhưng bạn phải hiểu thật sự là tôi đã tạo tội nghiệp rồi. Bạn phải thật sự chấp nhận rằng tôi đã được sai rồi, tôi sai rồi. Bạn không cho bạn sai mà bạn lại bỏ ra một số tiền, bạn nhờ người khác làm giùm cho bạn, không có chuyện đó đâu. Quý vị giết những đức không thể nào quý vị đi nhờ người khác xin lỗi giùm được đâu quý vị. Quý vị đi đến xin lỗi một hai lần, những đức cũng chưa bao giờ tha thứ được cho quý vị. Nhưng những đức đang coi cái hành động của quý vị, để rồi những đức nguôi ngoai đi những cái sự hận thù của những đức. Đúng không? Đó, thế gian pháp đã nhìn ra rồi. Thì sức thế gian pháp nó có khác gì đâu. Ta nói dương gian âm phủ đồng một lý. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, chúng ta là do mê hoặc điên đảo, chúng ta cuối cùng lại quay ngược lại phỉ báng Phật Pháp. Chúng ta nói Phật không linh. Phật linh là gì? Là sáng suốt, là trí tuệ. Chứ không phải Phật linh là Phật đưa bạn qua sông, đưa bạn qua biển. Nhưng bạn muốn qua sông thì bạn tìm phương tiện mà qua, bạn muốn qua biển thì bạn dùng phương tiện mà qua. Chứ Phật Bồ Tát chỉ có dùng trí tuệ để dạy bạn. Tượng Phật để xuống sông cũng phải chìm. Như vậy thì bạn để xuống sông thì bạn cũng phải chìm. Bạn dùng cách nào để đi qua sông thì Phật Bồ Tát chỉ bạn. Nhiều người chúng ta học Phật đòi hỏi Phật phải linh một cái gì đó kìa. Những cái linh đó Phật còn tại thế cũng không làm. Phật rất là đơn giản mà vô cùng phi thường. Đi đến một con sông, thấy ba thằng tham sân si bay dù dù qua sông. Ba thằng gặp Phật thì ba thằng nói rằng: Cù Đàm đến. Ông này cũng nổi tiếng lắm, nổi tiếng lắm, đệ tử theo rất là đông, nhiều bậc trí thức cũng theo ông, vua chúa cũng theo ông, các quan đại thần cũng theo ông. Thử coi ông có năng lực gì mà theo ông. Thì ba thằng tham sân si vừa gặp Đức Phật thì cười: Khà, ông Cụ Đàm, ông coi tôi nè, tôi sẽ bay vào con sông bay tới bay lui cho ông thầy. Tôi sẽ đem ngọn núi bự thật là bự nâng lên cho ông coi. Ông có khả năng này hay không? Bay qua sông, vù 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 qua sông. Xong hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật thấy có người lái đò. Đức Phật gọi: Người lái đò, đây qua sông, đưa tôi qua đó bao nhiêu tiền? Chỉ hai cắt thôi. Chỉ có hai cắt thôi. Giống như mình ở đây là giống như khoảng cỡ 10.000 đi. 10.000 thôi là đưa qua sông. Đức Phật nói: Chỉ bỏ ra hai cắt là đi qua sông được rồi. Còn ba người đã luyện công phu bay qua sông bao nhiêu năm? 30 năm. Luyện công phu bay qua bay lợi 30 năm, trong khi Đức Phật bỏ ra hai cắt là đi qua sông rồi. Vô cùng đơn giản. Cái chuyện đơn giản tại sao bạn không làm? Bạn đi làm cái chuyện khổ đau làm chi vậy? Đúng không? Có người hỏi Nhân Đức: Sao thầy không đi học thêm? Khả năng của thầy mà học thêm nữa, thầy sau này trở thành một vị giảng sư nổi bật dữ lắm, thầy có khả năng học tập. Nhân Đức nói: Bây giờ thì cũng nổi rồi. Hiểu không? Bây giờ đã cũng nổi rồi thì cứ như vậy mà làm hoài, thì sau này nó đến cái mức nào thì ai biết. Còn bây giờ mà bắt đi học, biết đâu học xong nó hết nổi gì sao.
Ngày xưa pháp sư Định Hoằng, đệ tử của Thượng Tịnh Không cũng rất nổi tiếng. Cuối cùng đưa ông đi học giới luật, ông chìm mất tiêu. Thầy Thái Lễ Húc giảng Đệ Tử Quy cũng rất nổi tiếng, cho đi xuất gia đi học, cuối cùng cũng mất tiêu luôn. Phải quý vị, phải chi mà ngày xưa cứ để như vậy, cho khuyên người niệm Phật đi, cho dạy Đệ Tử Quy đi, thì cuối cùng là chắc chắn rằng là cái đà đó cứ lên hoài. Tới tôi bây giờ tôi đâu có dạy. Tôi cũng không có muốn, tôi nghĩ tôi làm gì cao siêu chứ, mà tôi chỉ nghĩ rằng là tôi nói chuyện mà quý vị nghe, mà quý vị vui, quý vị có phương pháp tu, là tôi cứ cái đà gì mà tôi cứ làm lại ra thôi. Đúng quý vị đó. Bây giờ tôi không biết gì nhiều mà tôi không có chướng. Biết đâu tôi biết nhiều tôi chướng rồi sao, mà tự nhiên tôi lên rồi tôi nói cao siêu rồi sao. Quý vị dư ngã ngửa. Lúc đó mà tôi lên mà tôi nói thờ thế đã thay đổi. Thầy bây giờ đi học một thời gian, thầy đã biết được rằng Phật Pháp phải cần có sự hiểu biết thâm sâu. Lúc đó quý vị ngã ngửa luôn, nó bây giờ ghê quá. Rồi đi rồi ẩn cái ngực lên đi. Lúc đó xa vờ luôn, mặt kênh kênh cái mỏ nhỏ quét. Đi đâu quơ tới quơ lui cái mỏ. Người ta ghét rồi, lúc đó còn tiếng tâm đâu mà nổi. Thà bây giờ cứ cái đà gì quê mùa dốt nát mà người ta thương. Cái đà gì là đặc biệt rồi quý vị. Có những người nói rằng năm xưa ăn tổ luyện công phu bao nhiêu năm tới cuối cùng đấm một phát vang danh thiên hạ. Ông ra sớm quá, nó rất sớm, nó kệ nó. Nó ra sớm mà nó làm được chuyện, sau này nó rớt thì khỏi làm cho nó khỏe. Có gì đâu. Đúng quý vị, mọi người có nhân duyên độ sanh, trước sau gì cũng là độ sanh. Cái quan trọng quý vị là quý vị hiểu biết thôi. Tổ sư thì bao nhiêu chục năm, tới 70 mấy tuổi mới quy y cho người ta. Tới 80 tuổi hay gì thì tổ sư đi. Thì lúc đó ngài đã vang danh thiên hạ, thì đó là chuyện của tổ làm, còn tôi đâu phải là tổ. Đúng không? Tôi làm cách khác. Miễn như sao trong thời cuộc tôi còn tại thế. Đúng không? Thời cuộc tôi còn tại thế, bắt dế gái cho vị nghe được cơ. Nó bị cười tới gà vỗ tay ông sụp làm dế gái chứ gì. À, làm sao không biết mọi vị đỡ buồn khổ thôi. Đúng không quý vị? Quý vị thấy bắt nhạc chứ bị nhảy rầm rầm. Quý vị thấy tôi có nhảy không? Tôi có lúc lắc gì không? Tôi ngồi im gu tôi chơi thôi. Quý vị cứ nhảy đi, tôi nhìn. Ngồi mình để khám phá giai cấp. Hiểu không? Quý vị cứ tha hồ mình nhảy. Tôi cứ ngồi tôi khám phá giai cấp đó. Câu này hơi khó hiểu nha. Tự mọi người tự hiểu đi. Hiểu không? Lúc đó sẽ thấy rõ ràng quý vị như thế nào. Như thế nào lòi ra hết trơn. Ngồi vậy mới thấy hấp dẫn. Nếu mình vô trong đó mình nhảy thì mình chỉ có nhảy không, mình không thấy. Nhưng quý vị phải nhảy. Tại vì cái gì quý vị là không phải là cái vai trò khám phá. Vì phải làm cho con người khám phá nó mới hay. Hiểu không? Đó là vai trò mỗi người tự diễn. Thấy không quý vị? Quý vị coi bây giờ những đứa cũng nhào vô chơi luôn thì còn gì hay. Mà quý vị sẽ không thấy những đức đặc biệt. Những đức ngồi như vậy mà quý vị sẽ thấy những đức đặc biệt. Những đức phải cố gắng diễn cái vai trò. Chứ thật sự thì tôi cũng hiểu quý vị. Nhưng mình phải cố gắng thôi. Mình cứ nhắc mình là gì à, cái vai trò bây giờ của mình không phải là như vậy nữa.
Như ngày xưa dịp Tết là bắt nhạc là cũng đầm rầm nhảy vậy lắm. Nhưng bây giờ không phải việc này, không phải của mình nữa, thấy không? Nhưng mà tối bị thấy không? Bị nhảy quá trời luôn. Nhưng Đức kêu đem con dĩa trái cây. Mình vừa ăn trái cây vừa cầm quạt quạt. Như năm xưa mà nhà vua ngồi coi cung nữ múa hát. Thấy chưa? Đó, thì thấy chưa? Diễn vai liền, diễn vai tự tại mà. Thì tự tại, đó. Các cung nữ cứ múa hát đi. À, nhà vua sẽ ngồi coi. Thấy không? Thấy đặc biệt không quý vị? Nếu những đứa mà cũng bay ra nhảy múa thì quý vị nói ô thầy cũng bay mà. Thầy cũng vậy mà đâu có gì đặc biệt. Nhưng quý vị phải làm như vậy đó. Nghe không? Đó. Không, cái này giải thích rất là rõ ràng cho quý vị nghe nghe. Không có cười chê ai đâu, nghe không? Quý vị làm rất đúng, rất hay. Tại vì sao? Quý vị đã diễn đúng vai rồi. Đúng không quý vị? Những đức mà ban ra thì không phải vai diễn của những đức mà sao diễn đấy. Ừ. À. Đó, thấy không? Thấy Phật pháp hay chưa? À, hay chưa? Hôm qua những đức kêu chú Tâm Nhiên á, có nhiều cô nhảy đẹp quá, ông chụp hình lại cho những đức. Cái tướng nhảy đẹp á, chụp lại giùm. Để lưu niệm. Hình lưu niệm. Hiểu không? Nhiều bà lên mà ten đồ dữ lắm nghe. Cái chụp liên liền. Thì chú Tâm Duyên mới hỏi những đức là chụp ở đâu thầy? Hỏi ngộ ghê. Mấy chú mình cái gì chứ hỏi kỹ lắm mấy cô ơi. Những đức nói là chụp phía trước, chụp tới, chụp phía sau, chụp tới, chụp bên hông, chụp tới, chụp hết. Cuối cùng những đức coi điểm nào nhảy đẹp. Không. Không. Tối đêm nay, bữa nay à, tối hôm nay là sinh hoạt cuối cùng thiệt. À, tại vì mùng chín xong rồi nhiều người chúng ta về, hoặc là tối mùng chín những đức phải đi sắp xếp công việc của chùa, thấy không? Mùng tám tối hôm nay xong, thấy không? Không mà như thế cũng rất là vui vì nghĩ những việc cho quý vị được vui. Mày bị vui thiệt mà. Rất vui mà đúng quý vị. Đó. Nên mỗi một người nên đúng vai trò của mình mà diễn vai cho thật là đặc biệt. Chứ không phải nói gì mà tối hôm nay mà không dám nha. Mấy ông nam. Bởi vì như Đức nói rõ ràng luôn. Chùa mình gọi là âm thịnh quý vị ơi, dương si. Mình đâu phải là mình không cho mấy ông cơ hội đâu quý vị. Đâu phải là không cho mấy ông cơ hội được chơi vui đâu. Mà kêu ra có một ông già làm nước cầm cái chống gõ khư 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 khư. Vì coi có ông già mà qua. Còn mấy ông kêu nó thôi mắc cỡ thì không dám. Còn mấy cô thì thôi rầm rầm. Thì rõ ràng cái pháp môn tịnh độ bây giờ là độ nữ nhiều quý vị ơi. Độ nữ nhiều. Giờ vì nhìn xuống thì cũng thấy mà. Nhìn đi. Tuốt trong đó có một ông ngồi. Một ông. Đây có một chú vợ trẻ ngồi hai chú. Tuốt kia có một ông ngồi góc cột. Ba. Tuốt ở dưới có một ông ngồi. Bốn. Rồi xong luôn. Tú cạnh kia có một thằng nhỏ ngồi núp núp. Bên đây có một ông. Tuốt sau lưng có một ông. Bên kia có thằng nít nữa. Tàn ơi tàn. Gãi nam ra lưa thưa. Còn nhiêu nữ không? Còn khu vực này thì được mấy ông? Sau lưng kia mấy bà bao dây? Bên đây thì nguyên vàng phái nữ bao dây? Nguyên một vàng này thì nữ không? Đứng lên một cái họ thổi cũng chết hết. Thấy chưa? Ngoài kia có ông đưa tay nữa. Chàng ơi. Bởi vì quý vị coi, khi mà bắt nhạc lên không có một ông nào dám đứng lên.
xanh mặt xanh mày chứ. Bên kia có cái ông kia đen thui, thù lùi, kêu đứng lên cũng không dám luôn. Hỏi tờ ơi, mặt ông nhìn dữ dằn, đen thui thù lùi gan dạ mà sao nhát vậy ông nói. Gặp mấy bà sợ quá. Gặp mấy bà làm dữ quá sợ quý vị ơi. Cuối cùng xanh mặt xanh mày chứ. Thấy chưa? Rõ ràng không? Phái nữ bây giờ đúng là một cái thế lực mạnh. Đi tu hành là thế lực mạnh. Nam mất tiêu hết chưa? Nên quý vị coi này, sau này nữ này bay về cực lạc, bay vù 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 vù. Chưa? Thấy không? Nên nữ sẽ được Phật A Di Đà rước về cực lạc vù vù. Quý vị cố gắng lên. Cố gắng lên nha không? Cố gắng lên. Tối hôm nay á, sinh hoạt nghe bà phải bắt cặp với nhau, là chị em phải đồng lòng, nghe không? Múa cho tới bờ tới bến. Có cái cô đó, cái cô đó mới ở miền ngoài cũng chịu chơi, là ở miền ngoài cũng chịu chơi vui đó. Hả vì mà cô nhiêu tuổi rồi cô? 52 hả? 52 tuổi quá trẻ. 52 tuổi công nhận trẻ thiệt bà này nè. Hầu như là ông xã cũng làm việc đó quý vị. Chức phận á. Nhưng mà vui vẻ chịu chơi, gần gũi. Thấy không? Nó mỗi lần múa lăn á. Bà đu theo cái đuôi lăn rồi. Không mà đã vui thì chơi cho nó vui. Thật sự mà nói, đã cho người ta chơi thì phải vui. Còn bây giờ cái gì mà nó lợn cợn là khó lắm quý vị ơi. Những đức nó thật sự trong cái cuộc đời này, thà nam thì nam, còn thà nữ là nữ. Tôi thích như vậy đó. Không? Thà tu thì tu, mà lúc chơi thì chơi. Tôi thích như vậy đó. Thấy không? Thà nhịn là nhịn, còn lúc ăn là phải ra ăn. Không nói, có nói rằng mà nói bây giờ mà khổ quá, bây giờ có đồ ăn, ăn chút, ăn chút chứ cho nó thèm. Thà ăn một cái một chết cũng được nữa. Thấy không? Người tôi là như vậy mà. Từ xưa tới giờ tôi là như vậy, để ngoài đời cũng vậy luôn. Tôi không có tiền nhiều, nhưng mà tôi chơi sạch nhách túi luôn. Không có tiền mà tôi dám xài đó. Hồi đó mà nhân tích nói vị biết, trong túi mà có 3 triệu là cái thời đó cũng được được lắm. Mà nói mà tôi mà lãnh lương ra mà trong túi tôi có 4-5 triệu, tôi vớt một đêm sạch nhách. Mà cho vị biết là 4-5 triệu đó là mấy tháng lương mới dư được nhiêu đó. Tại vì còn xài phí của mỗi tháng. Mà được 4-5 triệu cầm trong tay, tôi vớt một đêm một sạch nhách luôn. Ngày mai tôi nghĩ lại tôi cũng tiếc lắm, nhưng mà thôi. Thiệt luôn. Thì từ nơi cái tính tình đó mà cuộc đời của người tuy nghèo mà không khổ. Mà quý vị cuối cùng như thế cũng có khổ gì đâu. Nhiều con người sống trong cuộc đời này quý vị chưa bao giờ dám ăn cái món ăn mà bản thân mình thèm. Tại sao chúng ta sống khổ như vậy? Chúng ta đã thèm thì phải cố gắng kiếm tiền mua ăn một lần cho biết. Đúng quý vị? Hồi đó những đứa ở trên thành phố, ngay đầu đường Xuân Nguyệt Ánh á, những đứa chọc con nhỏ này làm tóc, con nhỏ này nó đẹp lắm. Những đứa nói gì chứ nói gì, tội nghiệp, mình nói câu thật lòng. Tại cái thằng chọc nó cũng đẹp trai hơn mình mà giàu, mình thì quá nghèo mà xấu mà lùn, hô nữa. Cái gì mình cũng thua nó chứ, mình chỉ nói đúng một câu thôi. Mà nó cho mình nói một câu gì nè quý vị, anh nói với em chứ anh nghèo, từ đó tới giờ chưa bao giờ hung được đứa gái nào luôn. Nghèo xấu, em thì đẹp quá, nói thiệt chứ hung em được là trong lòng anh chết cũng vừa bụng. Cảm động quá quý vị ơi, nó quá cảm động. Trời, từ xưa tới giờ chưa từng thấy đàn ông nào mà nói chuyện trai mặt nói kinh khủng vậy đó. Thấy không? Bây giờ
Cuối cùng nói tờ ơi, nghe anh nói câu này nó thiệt chứ nè, không đi. Mà nhỏ cũng khó dữ lắm quý vị. Nhỏ cũng rất là khó. Mà cái thằng kia giàu đẹp mà chọc nó chưa cho hung. Mà mình có tiền gì đâu mà nó cho hung là do gì? Mình chai mặt thôi. Mình nói thật là anh rất xấu, anh rất nghèo. Từ xưa giờ không bao giờ ai để ý tới anh. Thật sự mà nói hung em một lần anh chết cũng vừa bụng. Cho hung tiền vậy. Quá tội nghiệp rồi. Thêm cái nữa mình cũng có vui đi, mình cũng có duyên đi. Nó tóm tắt là gì? Nó thấy cũng tội nghiệp. Nó không có thương mình gì đâu. Nhưng mà nó cho hung. Cuối cùng vậy mà nó thương quý vị. Ngộ ghê. À, nghe không? Nghèo chưa chắc là thất bại nghe quý vị. Thật cũng có cái hay. Trong cái thật nó phải có cái xạo một chút ở trong đó thì nó mới hay. Còn nếu thật hoàn toàn thì nó khô cứng lắm quý vị. Cái thật đó nó có cái khéo. Nói nhưng mà khéo. Mà dám làm thì mới thành công. Nó thấy chưa? Nghe không? Ý nhà Đức muốn kể với vị nghe chuyện gì là gì? Trong cuộc đời chúng ta nó có những cái. Tại sao chúng ta cứ khổ đau hoài vậy chàng? Dù mình nghèo thì nghèo, nhưng nhà của mình con cái nó thèm cái món đó, cứ cho nó ăn một lần để cho con mình biết. Nó thèm món đồ ăn quá, có thể mua được. Chúng ta ăn món đồ ăn này cũng chưa chắc chúng ta nghèo, nhưng chúng ta cảm thấy rằng hiểu rồi thì chúng ta lại yên tâm. Đúng không? Nên tại sao mà những đứa thích mua cái này mua kia cho mấy đứa nít nó ăn? Vì những đứa nghĩ như những đứa ngày xưa còn nhỏ, bản thân những đứa nó không được ăn món này món nọ khi quá nghèo. Còn nhỏ quý vị, nhỏ đâu quyết định được thì quá nghèo rồi. Còn nhỏ chưa bao giờ Trung Thu lần năm nào mà được cầm một cái đèn Trung Thu mà chớ. Thì bây giờ những đứa phải mua đèn Trung Thu cho nhiều. Vì những đứa nghĩ là có nhiều trẻ nhỏ cũng không có đèn Trung Thu chơi. Mua bánh Trung Thu cho thiệt nhiều đến chi? Vì nhiều trẻ nhỏ cũng như mình ngày xưa biết đâu, nó cũng không có bánh Trung Thu để ăn. Nhưng Đức nói thiệt quý vị biết, cái chùa chúng ta Tết là mua bánh rất nhiều. Nhiều loại bánh, quý vị đi để chùa ăn rõ ràng mà. Bánh là phải lựa bánh ngon mua. Những Đức đều nói câu này, hạt đồ phải lựa ngon mà mua. Nó thiệt đó. Vì sao? Vì quý vị khá giả thì khác, nhưng có những người cũng thật sự rất khổ. Họ cũng được đi đến chùa, họ thấy rằng họ cũng được ăn cái bánh đó, họ được dùng như vậy. Vì nghĩ mình ngày xưa mình khổ. Chúng ta đừng bao giờ khi ngày xưa mình quá khổ. Khi mình được một chút thì bản thân mình lại nghĩ cái khổ đó đi, mình thành tiêu cực. Mà mình phải nghĩ cho nhiều người khổ như mình ngày xưa quá khổ, mình ao ước người ta sẽ cho mình được điều đó. Bây giờ mình có, tại sao mình không cho người ta được điều như mình đã cần? Hiểu quý vị? Người như vậy thì tâm lượng mới lớn. Chứ đừng bao giờ đem cái khổ tiêu cực của mình để áp đặt vào người khác, bắt người khác phải khổ như mình. Không có. Đừng nên sống như vậy quý vị. Sống như vậy là người không có tiến thăng được đâu. Những đức tiến thăng được là vì góc độ nghĩ của những đức khác. Khác người khác. Nên mỗi ngày chúng ta sống tự tại vui, đây là điều hạnh phúc nhất của chúng ta. Bây giờ nhiều cô thật sự mà nói, ở nhà mấy cô đứng mấy cô nhảy múa có khi không vừa lòng mẹ chồng hay là chồng hay là con cái. Trước mặt con cái, trước mặt gia đình mấy cô bị trở ngại. Đi vô chùa, những đứa có chia sẻ bọc vá, có cho mấy cô tu. Và những đứa có dành một chút thời gian cho mấy cô đón mùa xuân mới. Đúng không? Nên hồi tối chúng ta giảng cái đề tài là mùa xuân đáng nhớ. Đúng quý vị? Mùa xuân đáng nhớ. Vậy mà có những người thì như thế nào? Có cơ hội vui mà không dám lên. Trong lòng muốn mà tại sao không lên? Chúng ta lại nói rằng con không biết nhảy. Thì có ai mà biết nhảy? Người ta đã dùng cái danh từ thập cẩm. Thập cẩm là bạn có quyền. Bạn nhảy cái nào bạn nhảy kệ bạn, miễn mạng vui thôi.
Hồi xưa những Đức ở trên thành phố, khi đi vũ trường đầu tiên thì bản thân những Đức không biết nhảy. Mấy bạn hỏi, bạn dám ra nhảy không? Những Đức làm gì không dám. Nói, bạn có biết nhảy đâu ra nhảy. Tao nhảy sao kệ tao. Tại vì sao? Tao có tiền, tao mua vé tao vô đây. Có ai cấm cản tao nhảy cách nào? Hay chi mà lên sân khấu tao hát thì nó theo cái chiều hướng của những người mà hỗ trợ ca sĩ. Còn này là tao mua vé, tao vô, tao chơi, tao có quyền nhảy cách nào kệ tao. Có người hỏi Nhân Đức, bộ bạn không mắc cỡ sao? Mấy nhỏ gái xung quanh nó nhìn bạn nhảy kỳ cục, nói kệ nó, tao với nó cũng xa lạ, nó nhìn xong thì tao về nhà tao, nó về nhà nó. Ngày xưa Nhân Đức vô vũ trường đầu tiên vì Nhân Đức nhảy kiểu miên á, nó quơ vòng nên ai cũng tránh Nhân Đức. Mấy bạn Nhân Đức nó nói rằng trời ơi, đi theo bạn mà đi vô đây chơi mắc cỡ quá, bạn nhảy là ai cũng tránh xa bạn. Nhân Đức nói tao thích chơi mình, cái gì mình cũng nói được hết chứ. Bây giờ tao hỏi mày, mấy cái thằng mà nhảy giỏi nhất á là xung quanh người ta phải đứng nhìn, còn tao nhảy dở nhất xung quanh người ta cũng nhìn. Tao có thua gì cái thằng giỏi đó đâu. Mình có cái nghĩ lạ quý vị. Thường là trong vũ trường nó cái thằng nhảy giỏi nhất là xung quanh phải bao vây nó để nhìn nó. Còn mình thì mình nói mình nhảy không được như thằng này, mình phải nhảy dở nhất, phải nhảy mắc cờ cừ nhất, nhảy tiếu nhất, xung quanh nó cũng nhìn. Nghe không? Nghèo xấu nhưng mà có bạn nhiều, bạn gái cũng nhiều là do từ đâu? Do từ tôi vui. Vui mà ra chứ gì chứ kìa. Thêm là tôi ghen, tôi dám làm những việc người ta không dám làm. Có lần Nhân Đức trên thành phố mà nhà nhỏ đó giàu lắm mà nó có cái hàng rào bự chà bá. Lần nào cũng vậy, Nhân Đức không bao giờ đi vô cửa trước. Tại vì chọc đi vô cửa trước nó xưa rồi, mình leo hàng rào mình kêu đó. Giết gì mà chọc được đó quý vị. Tại leo hàng rào xong nó bước ra thì mình nói tay máu me tùm lum. Kệ mình chịu đựng vì chứ máu me chảy đâu chút. Đúng rồi, có chút máu như Đức nặng ra quý vị, nặng máu. Chay vô tay tùm lum la nói trời tội nghiệp quá trời tội nghiệp, cảm động thương luôn. Kinh khủng như vậy. Bữa nay sao nhói nhiều chuyện quá chứ. Thấy chưa? Không quý vị biết ông mà kể sao không biết miệng quý vị cười được rồi đúng không? Không, bây giờ chúng ta cứ kể thôi. Bây giờ quý vị đừng có nghĩ là cái đó thật giả gì kệ nó, cái đó là những cái gọi là những cái quá khứ đã qua đi ha. Bây giờ chúng ta kể miệng sao mà cho quý vị vui thôi, hiểu không? Tiêu khiển mà cảm thấy bị vui thôi. Vậy thì bây giờ quý vị cứ cảm nhận rằng là một con người đàn ông như vậy, mà nếu quý vị được ngồi với họ nói chuyện, quý vị có buồn không? Thì vậy thì tất cả những người đàn ông có thành đạt cỡ nào cũng nên học người đàn ông này chứ. Đúng không quý vị? Tệ nhất của quý vị là gì? Khi ngồi với người ta quý vị không biết trò gì để nói, không biết cái gì để nói. Còn tôi thì tha hồ mà nói. Tha hồ mà nói. Có một lần mới biết con nhỏ này, không bao giờ dám nắm tay. Nhân Đức nói bây giờ nắm tay con nhỏ này là bằng cách nào? Tự nhiên nắm tay thì vô duyên quá, mà nói công nhận móng tay em đẹp nghe. Cái này không đơn giản chút nào. Thì nó nắm móng tay đẹp mà, móng tay này đẹp, ai đẹp. Đó giờ anh biết nhiều bạn chưa bao giờ thấy móng tay ai đẹp như móng tay của em. Cuối cùng Nhân Đức cầm cái móng tay, nó im gu, xong Nhân Đức cầm bàn tay dính liền từ cái móng tay mà ra bàn tay quý vị. Mà thấy không? Chứ không mình nắm tay người ta sổ sàng quá quý vị, kỳ quá à, thấy không, lạ kỳ quá. Nó ngoài đời mình cũng vui quý vị. Con lặng nhỏ thì chơi bạn cũng mới quen thôi, nó mới đánh kem đồ, đánh phấn đồ đẹp lắm. Sao mình nói bây giờ muốn nựng như này, bây giờ làm sao?
sao mà nựng đây, mà nói ơi mặt của em nó dính cái gì á, mình lại quan tâm quý vị, cái gì anh gì này bụi kia, mà mình lấy cục bụi sau lưng trước quý vị, bụi không. Xong cái tay bên đây mình vịn mặt đó, tay bên đây mình giả vô mặt nè, bụi mà đâu có gì đâu, thấy không? Rồi là nó quen rồi quý vị, từ một hạt bụi mà từ đó về sau cứ vậy mà bụi thôi đó, hiểu không? Công nhận ha, mấy cô mà có gì xấu mà thấy cũng làm nhiều trò dễ thương đúng không? Không kể chuyện rồi đấy, làm sao vui đó quý vị. Cái bài giảng của người ta ban đầu nó đã quá trầm, mà về sau nó cũng trầm như cái lúc ban đầu hồi nãy, thì cái bài giảng này nó không bốc lên được, đúng không quý vị? Hồi nãy là nhà Đức thấy quý vị là say đắm trong mộng rồi, bây giờ nhà Đức làm cho quý vị tỉnh mộng, hiểu chưa? Đó, cái bài giảng người ta nó rõ ràng chưa? Tỉnh mộng đi bạn. Không, nó nên đây là cái nghệ thuật nói chuyện. Không, nó nên có những cái mà mình cà lâm cũng làm người ta vui nghe. Cái cà lâm này không phải mới đây đâu quý vị, mà ngày xưa nhà Đức đã cà lâm. Khi nhà Đức gặp có những người, những Đức lợi, những Đức cà lâm, xong nhà Đức nói nè, không phải anh cà lâm đâu em, nhưng mà vì cái sắc đẹp của em mà làm anh phải run sợ. Nghe một cái tàu đẩy nó lên cao quá quý vị ơi, đẩy em lên quá cao luôn, nên sắc đẹp của em mà anh run cà lâm nói chuyện không có được, bây giờ tay chân anh lạnh hết trơn. Không, mình nói những cái điều đó người ta nghe ta thích lắm quý vị, ta không dặn nói chuyện gì đâu mà nó dễ thương gì đâu có chuyện. Xưa thì chưa thấy thằng nào mà nói chuyện mà gặp mình mà run sợ cả lâm rồi lạnh tay lạnh chân hết. Nhưng mà mình lạnh hay không là chuyện của mình, hiểu không quý vị? Mình cứ nói mình lạnh đi. Nên niệm Phật cũng vậy, chỉ cần niệm Phật, mục tiêu là niệm Phật, chứ bạn đừng bao giờ lý do gì này nọ tùm lum niệm Phật. Nếu như bạn chỉ niệm Phật thôi thì bạn thành công niệm Phật, đúng không? À, nên cái pháp môn tịnh độ này nó hay lắm, nó giúp cho quý vị phong phú trong cuộc sống, đúng không? Và đa dạng phương tiện đến với loài người. Mười giờ đó, không? Lây quay cũng tiếng gửi ủng hộ. Ngồi ở đây làm bao nhiêu việc, bao nhiêu con người đang, bao nhiêu ánh mắt đang quay về mình. Cuộc đời đâu phải dễ được như vậy, đúng quý vị? Thấy không? Đâu có dễ được như vậy, đâu có dễ mà bao nhiêu ánh mắt nhìn mình đâu quý vị, thấy không? Thấy bà Pháp quá hay, quá hay, đúng là làm người xuất gia hết sảy, thấy không? Cái giáo pháp của Phật mới cho con người ta được như vậy thôi, chứ mà ngày xưa ngày đời như có thành đạt cỡ nào chăng nữa thì làm gì bao nhiêu ánh mắt nhìn những Đức. Vì sao? Vì cặp mắt như Đức chỉ có nhìn gia đình những Đức, thì cặp mắt ai mà nhìn những Đức được, đúng không? À, thật sự mà nói, những Đức bây giờ cũng bao nhiêu trái tim người ta gửi đến đó nghe, 100% quý vị luôn. Từ một câu Phật hiệu này mà rất nổi tiếng, bây giờ những Đức ngồi đâu cũng gặp hết. Gặp ai phải không? Gặp fan hâm dọ. Hôm qua mà đi qua bên kia, bên là chỗ lạ, ngồi người ta vô, người ta
lễ Phật, xong rồi tao bước ra tao làm nè. Ông thầy này, thầy Đức, à thầy Đức. Thầy thường đáp y với vị người ta ở xa vậy. Ồ, tao tập trung lại quá trời đông luôn. Cái đoàn người ta tập trung là đông lắm. Chụp hình kích 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 mình. Kệ cho người ta vui với vị. Nó xấu kệ mồ hô mình. Kệ cho người ta chụp kệ đi. Nói với vị coi. Rõ ràng quý vị ơi, chỉ có một câu Phật hiệu này thôi mà bây giờ những đức trên mạng cũng nổi tiếng lắm nghe quý vị. Ừ, bấm vào cái trang nào cũng gặp những đức hết trơn nghe. Ồ, đầy hết chứ, thấy chưa, thấy không? Nó tại sao một câu Phật hiệu thù thắng như vậy mà tại sao không tú? Ngày mai chương trình mừng thọ, chương trình này là cái chương trình tình thương mến thương nghe quý vị, nghe không? Nên con cháu đều phải dẫn đến để con cháu mình chúc thọ những người già. Ở đâu mà tìm ra những người già từ 70 tuổi đủ lên mà cả ngàn người, không giỡn nghe. Chương trình này là chương trình quá lớn luôn á, chưa từng thấy chương trình mừng thọ nào mà lớn vậy luôn đó quý vị, nghe không? Nó ngày mai nghe nói Quách Tấn Du nè, rồi Randy nè, rồi gì mấy người ca sĩ cũng nổi tiếng không đó hát á. Nhưng mà ngày mai á nó nói chứ cũng lựa một số fan hâm dọ ngồi phía trước. Vì những đứa nghĩ rằng quý vị, người già mà ngồi phía trước không có khi người già ngồi im gu làm sao, hay không quý vị? Thì mình để cho một số fan nam dọ ngồi phía trước mà ngồi dưới đất, người già ngồi trên ghế đó. Từ nơi đó mà khi mà ca sĩ hát hay những đức giảng, người ta hôn hà lên á, làm cho người già sống động vui lên, chứ không thôi người già ngồi im gu chút ngủ gục sao quý vị? Không mà nhờ có mấy bà la la người ta cũng tỉnh nghe, hú hé và la lên ta tỉnh đó. Chứ người già tần số yếu, mình lên mình giảng cho người già tần số yếu, mình giảng chút giảng buồn á, nó rồi ca sĩ lên hát buồn luôn, cuối cùng thành ngày mừng thọ buồn, mừng thọ mà buồn cái chết queo hết chân luôn á, chứ giận chơi giận là buồn mà đâu có được cái gì, hiểu không? Đó nên nó phải tính ra cái chỗ này, sẽ ngồi suy nghĩ. Quý vị biết rằng mỗi một chương trình mà những đứa ngồi suy nghĩ, mà những đứa mà lấy lưỡi lam cạo đầu rồi ra suy nghĩ á, ý nói là phải suy nghĩ đó quý vị. Cái lễ viết Quan Âm chưa tới mà đã tính cái chương trình lễ viết Quan Âm xong rồi, tính lễ viết Quan Âm không? Thiện xảo phương tiện suy nghĩ đủ cách để cho chúng sanh được lợi ích, phải suy nghĩ. Làm là phải suy nghĩ, chứ làm sao không suy nghĩ? Nhưng suy nghĩ hết lòng mà làm, thành bại thì tùy duyên. Vậy thì mình tự tại quý vị. Nhưng đức mong sao mà cả cuộc đời chúng ta biết nhau nghe quý vị. Chúng ta là những người cùng thờ nè, chúng ta nên sống một lối sống đặc biệt. Đã nói là văn minh, là người sáng suốt, thì chúng ta phải là người sáng suốt sống trong cái cõi đời khổ đau này. Hiểu chưa? Sáng suốt nha quý vị. Ừ. Quạt, quạt. Phiền não bay đi. Quạt, quạt. Phiền não bay đi. Thấy không? Buồn dặn 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Rồi đó, hay rồi đó. Mà dịp Tết này là dùng cái cách này hoài nghe, nhắc nhở đó nghe. Cũng hay đó quý vị à. Ừ. Như Đức nói nghe, tất cả những người nào mà bị cô đơn, buồn chán, khổ đau nghe, yên tâm. Vì sao? Vì chúng ta vẫn còn có nhau. Đúng quý vị. Ừ. Mình đã là có nhau thì không bao giờ khổ đau đâu quý vị à.
đúng không? Nương tựa nhau mà sống. Không? Sao mà khổ đau được quý vị? Không? Nên quý vị phải sống thật lòng, tận đáy lòng, chứ không phải nghe nói gì gì mà kênh với chồng không có đúng. Sống gì không có đúng. Thầy đâu có dạy mình điều này. Mình sống tận đáy lòng với người ta mà người ta vẫn bỏ rơi mình, vẫn đá đạp đánh bách te tua thì sao? Đó là điều người ta phụ bỏ mình. Nhớ cái câu nói này nghe. Cả cuộc đời chúng ta thà để người phụ mình đừng phụ người. À, trong nhà Phật có câu rất hay quý vị. À, gia đình mà làm thiện thì niềm vui có thừa. Gia đình mà tạo ác thì khổ đau có thừa. Vậy thì cái phương tiện cúng sao giải hạn của các chùa đều là những phương tiện tốt để quý Phật tử có cơ hội được đi đến chùa chúc gỡ những cái nỗi niềm, sự lo âu, sợ hãi của chúng ta. Có những người nghĩ năm nay là năm tuổi con vịt. Nó không dính vào tuổi thì nó khỏi dính ai. Nên con vịt năm nay không có lúa ăn. Rồi thêm cái nữa cũng tội nghiệp là đi xin xăm coi bói đầu năm, rồi lắc lia lắc lịa. Lắc ngay cái sao La Hầu, sao Kế Đô vậy đó. Sao này nó lắng ép cái mạng. Năm nay mạng này hơi nặng, phải cúng, cúng cái sao đó, nghe không? Rồi để quý vị chúc gỡ những cái lo âu. Vậy thì khi cúng xong rồi, chúng ta cảm thấy đó là xong chuyện. Nhưng có ai bảo đảm nó xong chuyện hay không? À, vì cái việc đó nó không có giấy bảo đảm. Chúng ta bây giờ đi mua tivi mà có bảo đảm bảo hành, nhưng mà khi hư thì toàn là hư những cái thứ không có bảo hành. Nhà sản xuất người ta cũng khôn, người ta cũng tính chứ. Nếu mà người ta bảo hành mấy cái nó sẽ hư thì phụ tùng sao bán được. Nên người ta phải tính trước là cái tivi này nó sẽ hư những cái mà không phải nằm trong cái vị trí bảo hành. À, nên Phật Pháp là do con người nói ra, ý nghĩ con người nghĩ ra. Nên trong nhà Phật có câu nói rất hay là y pháp bắt y nhân. Phật thì dạy mình là tin sâu nhân quả. À, cái câu tin sâu nhân quả của Phật hay vì bao gồm hết trơn. Từ chúng sanh ở trong Tam Đồ cho đến Phật Bồ Tát đều là phải tin sâu nhân quả. Nên trong nhà Phật có câu rất là hay, nói rằng là người đại tu hành không mê trong nhân quả. Nếu bạn mê trong nhân quả thì bạn thua. Thua. Nên chúng ta trong Phật Pháp thì có rất nhiều phương tiện. Nhưng mà phương tiện gì đi chăng nữa thì nó cũng không chạy khỏi nhân quả. Thì câu đầu chúng ta đã nói rồi. Nếu nhà tích thiện thì niềm vui có thừa. Nhà tích ác thì khổ đau có thừa. Bạn đi cúng vài trăm vài triệu, rồi bạn về bạn tiếp tục làm điều ác. Không lẽ cái sao đó lại hộ trì cho người cúng mấy triệu đó.
Ngồi suy nghĩ cho kỹ nha quý vị. Hồi nãy những đức nói với mấy chú, đức nói cái đề này học mà không khéo cũng phiền phức. Nhưng mà mình nói này là nó rất trung đạo đó quý vị, rất là trung đạo. Nhà đức nói cúng sao vậy? Cúng sao giải hạn là tốt, để bị chút gỡ những cái lo âu. Những người người ta đâu có đi tu, đâu có nghe pháp đâu, cho người ta có cơ hội chút gỡ những cái buồn lo. Quý thầy tốt mà, quý thầy làm điều này tốt, không có sai. Nhưng mà chúng ta phải kế thừa thêm một chút cái mạng mạch của Phật pháp, là phải giải thích cho người ta. À, giải thích. Cái giáo pháp của Phật hay là giải thích. Mấy vị phải nhớ rằng có những người người ta học cao, dù người ta học toán học giỏi đi, tính quá trời tính, nhưng mà tính nhiếc điên. À, tính nhiếc điên, tính nhiếc nặng căng điên giống gì. Nhưng mà trong Phật pháp thì rất là hay, không cần tính mà thông minh. Ví dụ như bây giờ cái giáo pháp Đức Phật là do tâm quý vị mà Đức Phật trả lại thôi. Chứ nếu xong rồi thì Đức Phật trở lại rỗng rang như cái trống. Nhưng mà khi quý vị đang cái gì buồn phiền gõ vào trống thì trống vang thôi. Thì cái trí tuệ của Phật quý vị gõ vào là gì? Tác động. Quý vị đang cần hỏi Phật thì Phật sẽ nói cho quý vị nghe. À, sáng tới giờ những đức công việc này vừa kia bên chùa. Rồi cũng kêu mấy cái nhóm lại sắp xếp này nọ. Tới 8 giờ 5 mới đi về khu tăng thì tắm kịp, không cạo đầu gì luôn. Rồi lên xe giọt, giọt qua tới đây. Rồi qua tới đây đâu có kịp tắm gì đâu, thì tới giờ rồi đắp y luôn. Nên vô lấy cái chai dầu thơm xịt một cái. Thì nhà Đức nói mấy chú, nhà Đức nói rằng là vì thúi quá mới xịt dầu thơm. Chứ nếu mà bữa tắm rồi thơm tho thì không có xịt. Thì giống như chúng ta hư quá mới đi học Phật, chứ là Phật rồi thì biết hết rồi. Thế này nên dầu thơm bán đắt, vì chúng ta cái trượt mình nặng quá, mà hôi hôi quá, nhiều chỗ hôi, nên người ta sản xuất ra nhiều loại để cung cấp cho những chỗ cần thiết. Nghe quý vị, cái thấy dầu thơm nó đâu phải một loại dầu thơm mà xịt tất cả các chỗ đâu, mà mỗi chỗ thì có một cái nghị để tạo ra một cái loại sản phẩm để cho việc sử dụng phù hợp những vị trí mà vì cần phải sử dụng. Thấy không? Thì Phật pháp cũng vậy thôi. Chỗ nào đau thì so dùm cho quý vị. Mà chúng ta thì là những con người bệnh đau quá nhiều chỗ, nên Đức Phật cũng cực khổ mà so nhiều chỗ. Nhưng mà cái chỗ đau đớn nhất của chúng ta đó là tâm. Cái bệnh tâm là cái bệnh ghê gớm nhất. Cái bệnh tâm là cũng là cái bệnh đầu não quý vị. Làm cho nặng nề phiền não từ tâm. Căng thẳng thần kinh cũng từ tâm. Nó chủ chốt là ngay cái tâm. Nên trong nhà Phật nói tu tâm dưỡng tánh. Nên mình học đạo là dưỡng tâm dưỡng tính. Mà đã là dưỡng tâm tính được tốt thì sao tốt? Khi vị tốt, vị giúp người, vị nghĩ gì người thì vị nhìn trên bầu trời lúc nào cũng có sao tốt đang nhấp nháy trên trời. Nhìn hoàn cảnh nó đều tốt hết. Còn khi quý vị đã buồn dặn rồi là nhìn cái gì cũng xấu. Nhìn người cũng xấu, nhìn ta cũng xấu. Nhìn ai cũng xấu, bộ đồ ngày nay cũng xấu.
thế giới này xấu. Nên trong nhà Phật nói hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sinh quý vị, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Có hai người này làm vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Đến một ngày nọ hai vợ chồng quýnh lộn, đến gặp những đức nói rằng hai vợ chồng con bây giờ đã sức mẻ tình cảm, hai vợ chồng con phải đi đến cái chuyện chia tay. Vậy đức nói cái chuyện này không phải chuyện của tôi. À, cái chuyện tôi là cái chuyện hàng gắn, còn cái chuyện của mấy người mà muốn bứt dây thì cái chuyện đó mấy người tự đi bứt. Mình nhào vô chi cho mình bị dính đạn, mình là chỉ là một người hàng gắn những cái sợi dây bị sức mẹ. Còn ai thích bứt dây thì hãy tự ra ngoài bứt. Không, nhào vô chi quý vị, mình là ông thầy đi phân trành cái chuyện đó làm gì. Mình phân trành là phân trành Phật pháp thôi, chứ mà ra họ dẫn đối phương đến thì mình không nên đụng vô, vì đụng vô lỡ có cái gì sao. Thì trong đối phương hai người sẽ có một người hận mình, ghét mình và đấu thừa mình, lúc đó xảy ra vấn đề. Nên khi có đối phương đôi cặp thì chúng ta không nên đụng vô. Có một người thì chúng ta nói, tại vì một người chúng ta xử lý một người dễ hơn. Đúng không? Đó đặc biệt. Nên mỗi một người quý vị, khi đến với nhau và khi xa nhau, thì làm sao mà khi gặp nhau nó cũng như là những con người mà chúng ta quen nhau, không có gì hận nhau. Nếu quý vị làm được điều này thì những cái dư âm của cái mà đã qua hãy cho nó đi qua đi. Ví dụ như sống trong chùa gì, có những người họ đến với nhau, họ quý nhau, rồi họ không có làm gì mà họ nhiễm ô, thì họ gặp những đức nói rằng nếu như cái tâm của bạn lấy cái nhiễm đó ra thì bạn vẫn sống với nhau bình thường, nó không có vấn đề, bạn vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái khổ đau của người ta là do nhiễm ô quý vị, nhiễm á, chứ thương thì có, nhưng mà bạn khổ là ngay cái nhiễm, ô nhiễm á quý vị. Chứ cái sự thương yêu thì con người là phải có. Giống như chúng ta thương cây cối, chúng ta phải tưới tẩm, đó là tình thương. Nhưng nếu cái cây này nó chết đi thì chúng ta phải chấp nhận cái vô thường. Chứ đâu có thể nào mà chúng ta đi khổ đau cái cây chết. Chúng ta thương con người, chúng ta giúp con người, nhưng chúng ta đừng có nhiễm con người. Vì sao? Vì con người đến và đi. Trong cuộc đời này không có cái tiệc vui nào mà không tàn. Đúng không? Hãy nhớ điều này. Cái quan trọng là dịu cái tâm lại thì quý vị sẽ giải quyết vấn đề rất là dễ, rất là thoải mái. Giống như hai người này yêu nhau đã từng hung nhau. Yêu thì phải hung chứ sao. Và hai người này cũng từng đã ôm nhau, và hai người này cũng từng đã làm những cái chuyện mà chúng ta phải cần làm. Vì yêu nhau thì phải cần làm những chuyện mà chúng ta phải cần làm, đúng không? Nhưng mà khi lỡ không thuận nhau và chia tay thì những cái đó cũng như là những bài học, gọi là chúng ta để lại dư âm trong cõi lòng thôi. Nhưng bây giờ tự nhiên chúng ta gặp nhau và tránh mặt nhau vì bạn có vấn đề. Cái vấn đề là ngay chỗ bạn tránh mặt nhau. Chứ thật sự thì những cái đó thì chúng ta có vay mượn và trả. Giống như người thì có gạo, người thì có nước, người thì có lửa, gom lại kết hợp thì mới nấu ra nồi cơm. Không thể nào gạo không mà có cơm ăn được. Nó phải kết hợp, có lửa, có nước, nó mới có cơm. Thì đa phần trong cuộc đời này cuộc chơi nào cũng đâu thể nào một mình mà chơi một mình được quý vị. Thật sự mà nói một mình chơi một mình là giống khùng quá trời. Chúng ta chơi đều phải có người khác cùng chơi với ta. Là thuận duyên thì chơi, mà hết duyên thì chúng ta thôi. Đúng quý vị? Nó quá tự tại rồi. Vậy thì chúng ta cầu chúc cho những con người đã từng quen với ta, họ hãy sống tốt. Họ hãy sống cho thật là tốt. Ví dụ như
thăng nhau, quý nhau và ô nhiễm nhau. Vì bây giờ đừng ô nhiễm nhau, cũng vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Bạn đừng có cái gì gọi là có một cái gì đó ngăn chặn bạn. Ngăn chặn là bạn có vấn đề rồi đó. Bạn ngăn chặn là bạn có vấn đề. Như tôi sống ở trong chùa, bao nhiêu người nữ bên cạnh tôi, họ nhiễm, họ kệ họ, chuyện tôi là chuyện của tôi duy trì cái gốc của tôi, chuyện của họ là chuyện của họ chứ. Nên họ sống với mình, họ không có khổ. Vì sao? Vì cái khổ là do hai bên nhiễm, nắm nhau mới khổ. Còn nếu như một bên không nhiễm, một bên nhiễm, nó không có khổ. Khổ ở đâu mà ra được? Giống như hai cái tay cầm lại với nhau thì mới bắt lại. Còn nếu như một cái tay chụp, một cái tay buông thì tuột ra rồi. Đúng quý vị. Vậy thì cái năm nay là cái năm mà chúng ta năm tuổi, năm không tốt. Vậy thì nếu mà chúng ta làm tốt, vậy thì năm nay là năm nó tốt. Giờ này là giờ không tốt, mà chúng ta lại nói điều tốt, thì giờ này là giờ tốt. Ngày nay có người chết mà ta vẫn vui cười sống bình thường, thì cái người chết này cũng không có xấu. Còn nếu như cái người này chết mà ai cũng khóc lóc la lối sùm, chỉ là người chết này chết xấu. Ngày chết này là ngày xấu, chết xấu. Nên chúng ta đi coi người ta là chết giờ nào để tản liệm tốt. Đã là chết là nghĩ vô thường, rồi lấy quay cũng tới mình chết. Nghĩ được điều này vậy thì giờ nào tản liệm phù hợp, nghĩ cho họ, niệm Phật cho họ để đưa tiễn họ, vậy thì giờ nào cũng là giờ tốt. Đúng quý vị. Mà quý vị nghĩ cái chuyện bây giờ chúng ta phải coi giờ ngày sao để mà gọi là tản liệm họ để con cháu tốt, vậy là quý vị là người xấu. Quý vị không có nghĩ cho cái người chết, suy nghĩ cho họ để họ được giải thoát. Mà quý vị nghĩ là nghĩ cho quý vị, con người đã quên ơn mọi nghĩa gì thì làm gì có cái giờ tốt cho quý vị. Đúng không? Đúng. Chùa chúng ta chết tới 29, 29 vẫn có đưa lên đài quá tát. Xong rồi ăn Tết, ăn Tết mấy ngày chết nữa. Chết được có 2 ngày, 3 ngày thôi. Thì mùng 2 chết. Chết xong thì phải giải quyết chứ sao bây giờ. Thì cũng là sinh hoạt thôi chứ sao bây giờ. Chứ không lẽ chết thì không sinh hoạt. Không lẽ một người chết mà làm cho bao nhiêu người không được cười. Vậy là cái chết này xấu. Chết là bạn chết, bạn phải đi thôi. Còn người sống là phải sống thôi. Rồi mai mốt một ngày nào tôi cũng sẽ chết, bạn cũng phải sống. Tôi đã ra đi rồi, tôi mong bạn ở lại phải sống cho tốt. Để một ngày nào bạn ra đi, bạn sẽ, tôi sẽ gặp nhau một nơi rất là tốt. Đúng không quý vị? Tôi không mong mỏi bạn khóc khi tôi chết. Hiện tại tôi đang còn sống, tôi nói thật lòng, tôi không mong mỏi khi tôi chết mà bạn khổ đau. Vì điều đó tôi không muốn. Mà tôi mong bạn hãy suy nghĩ rằng rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Không có cuộc vui nào trong cuộc đời này mà không tàn. Nên chúng ta là người trí thức, người hiểu biết, thông minh, thì phải chọn một cái cuộc vui mà vĩnh cửu không tàn. Cái trái tim chúng ta sớm muộn gì cũng ngừng đập. Chúng ta hãy chọn trái tim mà không ngừng đập. Trái tim của ai? Trái tim của ai với Đạo Phật sẽ không ngừng đập đâu bạn à. Đúng không? Còn trái tim của chúng ta ở đây vẫn phải ngừng đập. Rồi một ngày nào ta phải ngừng đập. Cái này mới là đại cúng sao giải hạn cho quý vị. Mỗi người đều có phương pháp. Đúng không quý vị? Nhân đức giúp quý vị an tâm, đó là giải hạn cho quý vị đó. Nên mỗi một con người khi nhận thức sâu sắc thì quý vị thấy trong nhà Phật rất là trí tuệ. Thí dụ như bây giờ một cái ngôi chùa cúng sao giải hạn rất nổi bật. Nếu như cái ngày đó lợi cúng sao giải hạn cũng được, nhưng phải có một bài pháp giảng dạy cho họ.
thì đặc biệt hơn nha. Bây giờ thì cũng có ngôi chùa này nói điều này cho quý vị nghe rồi, thì những đức kết hợp với tất cả những ngôi chùa cũng sao giải hạn. Như thế nào là cúng sao giải hạn có kết quả? Hiếu với cha mẹ là cúng có kết quả, hòa thuận với anh em là cúng có kết quả, chân thật với mọi người là cúng có kết quả. Những gì khổ đau đừng đem đưa cho người thì chúng ta cúng có kết quả. Quý vị biết rằng là mặt trăng mặt giờ là nhật nguyệt, đó cũng là một cái vũ trụ lớn. Mỗi một ngôi sao cũng là một vũ trụ lớn. Vậy thì đã một vũ trụ lớn như vậy, không thể nào nhận chúng ta vài triệu bạc để làm việc cho chúng ta được đâu quý vị. Sứ mệnh của mỗi một người chúng ta là tự mình giải quyết cho mình, tự mình hãy chuyển hóa mình đi. Vì nhân mình hạt giống nào thì quả sanh ra là hạt giống đó. Vậy thì bạn hãy thấy cái quả của bạn hiện tại như thế nào thì bạn hãy điều chỉnh cái nhân lại. Khi bạn điều chỉnh cái nhân lại đến mức cực điểm nào thì bạn sẽ chuyển hóa thành quả đó. Đây là cái quan trọng. Người ta sinh ra đời người ta rất giàu sang, danh tiếng. Bạn sinh ra đời rất là nghèo nàn và không có tiếng tăm gì cả. Bằng cùng sanh đạo tặc, nghèo quá, rồi tâm trí từ từ bị hẹp hòi luôn. Quá nghèo đó, nó giàu sang khó học đạo, nghèo quá cũng cực kỳ khó học đạo. Quá nghèo rồi, tâm trạng quá nhỏ hẹp rồi, làm sao tiếp nhận được giáo pháp đấy? Nếu như bạn tiếp nhận được thì dù là bạn nghèo nhưng mà bạn cũng phải mở tâm lượng ra. Khi bạn mở tâm lượng ra thì cái nghèo của bạn sẽ tự chấp cánh bay đi thôi. Bạn nghèo bạn khổ nhưng bạn lại đóng cửa lại, bạn đóng cửa lại, bạn không cho nó đi ra. Bạn đã không cho nó đi ra mà bạn kêu nó là đừng khổ. Phật pháp dạy chúng ta là: này con hãy mở cửa ra đi con. Con mở cửa ra đi. Con mở cửa cái tâm hẹp hòi con ra, để cho cái thằng hẹp hòi nó chạy, để cái thằng buồn chạy, để con nhỏ buồn chạy, con nhỏ hơn thua nó chạy ra khỏi cái tâm con đi. Chúng ta sống với một người chồng chúng ta khổ mấy chục năm, người chồng này nó buông tay chúng ta ra, nó đi kiếm con nhỏ khác, chúng ta lại đi đánh ghen, đem gì đi đánh nhỏ đó, thì đem gì, đem cái ghẻ chốc đầy mình, đem gì rồi tức, nhìn thấy tức. Tức cái gì? Của mình mà bây giờ nó đem đưa cho nhỏ khác. Tao tức là cái gì? Tao tức là tại sao như vậy? Tuy đem gì rồi nhưng vẫn tức. Nhìn thấy rồi tức. Giống như có cái bà đó, bà tức chồng bà có vợ bé, ổng đang ngủ. Câu chuyện đó, báo có đăng đó quý vị. Dứt một phát. Bây giờ quý vị có coi kỹ đi, nghĩ là của mình rồi không cho của mình nó đi làm gì hết, nó chỉ một mình sử dụng thôi, rồi nó đi sử dụng chỗ khác rồi thì về thì tâm ghen tuông ích kỷ và tức cuối cùng mắc cả chì lẫn chài luôn. Tức rồi mắc cả chì lẫn chài luôn, được gì đâu. Đã thích quá đem về thì đem về thì cứ dùng bình thường. Vì sao? Vì nó cũng như
là một cái con người đi ngang qua một cái lò đen đuốc, rồi nó trở về, nó tắm rửa thì trở thành con người bình thường thôi. Nghe không? Nhưng bạn, nội tâm của bạn là con của người hẹp hòi, mà không muốn chia sẻ bất cứ một tình cảm nào cho ai cả. Nhưng mà cái tình cảm chia sẻ này đâu phải là tự nhiên đi chia sẻ được, mà nó đều có nhân có quả trong nhà Phật nên nó mới đi đem chia sẻ ra. Thấy không? Con người chúng ta thường là thiếu sự khoan dung nên sanh ra nghiệp chướng nặng nề. Chứ nếu như chúng ta có sự khoan dung thì con người chúng ta sẽ tự tiêu nghiệp chướng. Nên mỗi một con người tâm khoan dung vẫn là cái quan trọng. Mà bạn muốn đạt đến tâm khoan dung là trí tuệ thì bạn đừng bao giờ bị những cái ô nhiễm trong cuộc đời buộc ràng. Cũng như những đức nói rằng quý vị có thể đi ngang một cái chỗ hôi hám, nhưng quý vị về tắm thì sạch thôi. Cái chỗ hôi hám đó chỉ là một cái dư âm tưởng tượng, vì chúng ta đi ngang đó nghe mùi hôi hám, chứ thật sự thì chúng ta về nhà rồi thì gia đình chúng ta là đã là mùi khác rồi. À, như bằng đêm chúng ta ngủ, chúng ta gặp một cái ác mộng, cái giấc mộng rất đáng sợ, chúng ta giật mình thức dậy tốt mồ hôi hột. Sáng chúng ta ăn cơm không được, chúng ta vẫn cảm giác cái giấc mộng đó là sợ hãi. Nhưng thật sự cái giấc mộng đó đêm hôm nó là mộng mị, mà mộng mị là giả. Mà bạn đi đem cái giả đó để lo lắng, bận tâm, lo sợ, bất an, là vì chúng ta đem nó để vào tâm sợ hãi để dọa mình bất an. Chứ thật sự thì nó là một giấc mộng, mộng rồi trở lại bình thường. Khi ta giật mình thức dậy, ta vẫn là ta, chứ có mộng nào đâu quý vị. Nghĩ chúc quý vị an lạc nghe. Quyết tâm về cực lạc quý vị ơi. Phải về cực lạc thôi. Muốn về cực lạc phải làm sao? Muốn về cực lạc phải làm sao? Muốn về cực lạc phải làm sao? Rồi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy ở đạo tràng ba bên đây chúng ta tổ chức cộng tu, nên tất cả quý Phật tử mà khắp nơi nơi chúng ta đến cộng tu thì chúng ta đi được ngày thứ bảy và chủ nhật đặc biệt lắm. Vì thứ bảy thì bên đây chúng ta tu tập xong thì cái chuyến đi quý vị buổi chiều thứ bảy thì chúng ta lại được dự cái lớp đạo làm con. Sáng chủ nhật thì mình hộ pháp lại cộng tu. Cái chuyến đi quý vị nó rất là xứng đáng. Nên chúng ta bây giờ để ý thấy cuộc sống bây giờ nó nhiều cái khó khăn và nhiều kiếp nạn, bệnh hoạn dãy đầy. Chỉ có tu hành mới quá giải vậy à. Nên cố gắng năm mới rủ ai đi tu được thì rủ người ta đi tu. Đây là cái việc tạo phước duyên lớn nhất đó. Chúng ta về đây tu tập toàn thể đại chúng này, cái công đức rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, và tất cả những người muốn cầu an cho người thân, và cầu an cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, mà thần thức quý vị được sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật đi cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc,
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thi như cung tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cầu nguyện dị tự công đức phổ cập nhất thiên ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo như đặng ngũ thịnh chung ngà kim thi như cung nhất thiết hữu tình cầu nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiên ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiên ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo an một lục lăng ta bà ha an một lục lăng ta bà ha ta bà ha an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng an ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng bà và việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu dạ đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây phương cực lạc Bị A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị nhớ là chúng ta về chùa mà được cúng đĩa thực này, người thân mình có những người trong gia đình cũng chưa siêu thoát, người ta về đây người ta cũng sẽ hưởng tài thọ thực nghe pháp. Từ nơi đó mà người ta thích ở chùa thì người ta cứ ở chùa. Và nhiều người mang nghiệp phá thai cái gì nữa, hương linh thai nhi lúc nào cũng đi theo mình. Mình đi vô đây tu họ cũng đi theo, nghe pháp mình vui họ cũng vui.
Nên từ nơi đó mà họ thích ở đây thì cứ ở đây tu tập để niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. À, cái công đức phóng sanh thù thắng lắm. Nên khi quý vị mà được dự lễ phóng sanh á, khi niệm Phật mà thả mấy bạn chim này bay đi thì quý vị cũng vui vẻ vỗ tay nghe. Mà nhớ cái phóng sanh, cái quan trọng là quý vị thả chúng sanh bên ngoài mà quý vị có thả những cái phiền não trong tâm bay ra không nghe. Nên mình phải niệm Phật hô hài vui vẻ cho những cái phiền não trong tâm mình nó bay ra nghe chưa. Chứ mình đi phóng sanh chim cá mà mình về mình chửi cha mắng mẹ thì nó không có đúng đâu nghe quý vị. À, mình phóng sanh xong rồi mình về mình thủ đoạn mình hại người là không có đúng. Phóng con chim mà về chửi cha mẹ thì sai, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà chúng ta phóng sanh, chúng ta phải hiểu biết phóng sanh là một cái nhân để gầy dựng cái tâm từ bi cho mình. Nhờ cái công đức phóng sanh mà giúp cho quý vị mình nghĩ ra được mình muốn sống, con vật cũng muốn sống, con ruồi, con muỗi, con kiến nó cũng muốn sống, đúng không quý vị? Từ nơi đó mà mũi nó bay lửa nó chích mình đừng có đập. Mình nói tao ốm lắm, mày lỡ con nhỏ mập kia mày chích viêm máu tao xấu lắm, mày chích bậy bạ mày bị xấu luôn đó mũi ơi mũi. Mình nói câu vậy nó mũi nó cũng tự nó cũng thương mình. Quý vị biết uy tín không? Trong phòng nhận đức á, nghe không, mũi nó vô nó ở rất đông, đông lắm. Nhận đức nói tao nói cho tụi bay biết, hiểu không? Tụi bay chích cái chân được, nhưng chích cái mặt là tao đuổi ra khỏi nhà, hiểu không? Cái mặt để tao làm việc, đã xấu đã hư rồi mày để cái mặt coi được chút, mày còn chích cái mặt tùm lum tùm la, tiền đâu tao kiếm tao nuôi mấy bà già. Nên tụi bay được ở trong đây tao không có đuổi, nhưng mà vì bay mà chích cái mặt tao là tao đuổi ra khỏi nhà, chết một. Nói một phát một từ đó vì sao không dám đụng cái mặt. Thì biết nó chích ở đâu, nó chích với bàn chân. Mà kệ nó đi, mình dư máu cho nó miếng, đúng quý vị, có sao đâu. Nhưng mình bàn với nhau đàng hoàng nghe quý vị. Nên nhà mà kiến dán đồ chuột đồ nhiều mình bàn rõ ràng. Nói bây giờ vô đây thì tôi để miếng đồ ăn bên ngoài ăn, phá là mấy ông phá là không có được đó nghe. Chúng ta phải sống với nhau trong một cái xã hội đại đồng, phải thương yêu nhau phải không. Mấy ông phá là không có được đó nghe chưa. Tôi để đồ ăn ngoài này mấy ông ra đây ăn đi, thì đại ca chuột sẽ báo cho đàn em biết. Còn chuột cũng có đại ca đó quý vị ô. Quý vị biết kiến cũng có đại ca nữa. Chứ quý vị biết những đức đã quan sát rồi. Kiến mà muốn đi đánh giặc là kiến phải cho đàn anh đi trước để dò đường đồ này kia, rồi mới dẫn đàn em đi theo. Rồi tôi ta để ý dữ lắm chứ không phải chuyện dân. Chuột cũng có đại ca đó, vì mà chữ vậy bạ là phá banh chành đó. Đừng có chữ nghe không, phải nói những lời đàng hoàng. Nhưng quy tắc là phải quy tắc, mới để đồ cho người ta ăn, chia sẻ nhau mà sống. Vậy thì người ta ủng hộ quý vị, không có phá phấy đâu. Chùa mình bao la vậy đó mà có bao giờ con chuột con nào mà vô dám ăn đồ ăn không? Bữa đó có con mèo bay lên kho gạo, Đức nói gạo này cho chúng ăn mà mày leo lên mày muốn chết rồi, su. Từ đó về sau đi ra phía sau ở luôn, không dám ở trong cái kho. Nó mày ở đây thì ở mày leo gạo mày đáy hôi ginh. Chơi kỳ cục của mày ngu quá, tội chết mù đó mèo. Được chưa, mà nói vậy mà mèo nó cũng mắc cười. Nó lấy cái tay nó vuốt râu quý vị, nó ý nó cười á, đồng ý. Mèo mà cũng thẹn thùng đó nghe quý vị. Chùa có con mèo cái. Những đức vô như đức nói nàng mèo. Cái bà làm nè. Nó nói thôi thì ra đó đàn mèo mà cũng bất cỡ đó. Không ngộ quý vị, những đức sao ngộ ghê á. Thấy không? Mèo nữ, mèo cái mà gặp nó cũng mắc cỡ. Ngộ ghê. Thì đúng là chúng sanh đều biết hết quý vị ơi. Nên mình phải có tâm từ bi thương chúng sanh nghe. À, bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chánh về tịnh độ. Chúng vị an lạc vị ơi.